Hôm nay là cơn mưa đầu mùa cho nên là anh em mình đi soi ếch nha các bạn. Giờ bắt đầu vô điểm mà soi. Bây giờ cũng tầm là 9 giờ rồi nhưng mà thấy người soi nhiều lắm anh nha. Ngay bóng đèn luôn á. Đâu ta? Nhìn thấy nó không? Hả? Đây rồi. Từ từ. Này này. Trong cái này. Để yên tâm, tôi lấy cái gì tôi ném đó. Cũng mất tay luôn các bạn ơi. Ghê gớm thật chứ. Một chú. Đây, mới chụp được con cút rồi các bạn ạ. À. Hấp dẫn quá. Chụp tay luôn các bạn ơi. Ui, con gì nhiều vậy? Lấy cái lồng, lấy cái lồng. Mày có đấy hả? Lấy cái lồng đi. Lấy cái lồng trong cái xe. Nó vô lùm tre, nó vướng, nó không bay được. Mà sao chụp dở vậy? Con cút nằm vậy mà chụp dở vậy ta? Đang lùa rồi, lùa cái lùa chụp nhanh nhanh nhanh. Mập ghê luôn. Tuyệt vời anh em ơi. Hàng này mang về mà nướng nhậu ha. Đi soi ếch mà không có ếch các bạn ạ. Bị người ta soi hết rồi, chơi cút luôn. Rồi con cút già luôn nè. Thành quả đầu tiên luôn. Trời ơi, kiếm được 5 con như này thật chứ về cút, đúng. Cút én hả? Cút cút. Chụp đó hết. Đặc cấp. To chết thầy bảy mấy bắt rồi rớt. Đè nó không có soi bay thấy bay đâu. Cái đè này còn chưa chết nữa kìa, soi còn chưa ấy mắt. Rồi, đi, đi. Tiếp. Úi giời. Sát, sát thủ bóng đêm mà. Úi giời. Đánh khoang đen khoang trắng à các bạn ơi. Đâu rồi? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đây này các bạn, cảm ơn. Ừ, đi, không có đâu. Đây, đây, đây. Qua bên này, qua bên này. Đây này các bạn này. Rắn khoang đen, khoang trắng luôn. Đấy, nhìn ghê. Đó. Vẫn nổ như đi ra kìa. Thôi bỏ đi. Thả nó các bạn ơi. Mấy con này mình ớn với nó quá. Dễ ứng với nó. Loại này cũng độc lắm á. Nó mọc một phát là gặp ông bà. Con này con cặp 5 á các bạn ơi. Con này hình như là mai gầm hay sao á. Điền mai gầm màu vàng một màu đen. Còn con này cặp 5 à. Cặp 5. Thôi bỏ. Nó nghe tự nhiên cặp này đúng. Nhột chân rồi, hai tay này nhột nè chân rồi. Đây ý chị đấy. Con đây này, con đây này. Hả? Có bên đây này. Bên đây hàng rào thọc quẩy. Ghê quẩy, quẩy đi đây nè. Úp đi. Thằng nó ụp con cút mà tao thấy nó nặng ghê. Tính chơi hồi hộp hay sao á. Rồi đi vô con kia đi Ngọc ơi, vô tìm con kia. Khi ra đây hai con. Hai. Khi là hai con, một con bảy đang mua đó. Mấy con cảnh nó. Đây Ngọc. Ngọc ơi.
Con này nó ngủ đây hả? Ừ. Không, cái này đi, em cho hai con em ơi, em xói một con được này. Trời ơi, yên ghét tay rồi. Rồi lại tìm cái con này cái đó. Giờ mất hướng rồi, không biết chỗ nào đó. Đây nè, phải không? Sát thủ ống đêm luôn các bạn ơi. Chụp được hai con rồi. Ừ, quá đã. Trời ơi, thấy đôi hồng liên. Đẳng cấp đó. Năm con này các bạn. Tôi đang ăn nó luôn. Ờ, con kia bị sứt đầu kìa. Nó bay, nó tung. Bỏ cành lá vô. Bỏ cành lá vô cho nó khỏi ấy. Đấy, đang nằm. Bẻ cành lá bỏ vô. Không biết có phải con này không? Con này ngủ đây hay sao á? Ngủ đi, cái này con nó bẫy chuồng đi. Cái này nó ngủ đó rồi, không phải con này rồi. Cái này bẫy chuồng đi. Không phải, nó ngủ chắc. Thấy kìa, ve lột xác này các bạn này. Tìm đi, nó đang ở đâu đây đó. Đứng yên đi. Đây nè. Đấy nè. Thằng nó mò ghê bay. Ủa cái ông nó bay mất kìa. Quá tuyệt vời. Đỉnh quá đỉnh. Quá đỉnh. Phải lượm. Em mới mất con mấy. Thấy con ấy, con nhỏ em. Cú to mà, con này con. À, cục đá nhỉ. Béo ngậy về. Đông nó phải, nó phải vậy đấy. Khỏe hơn đi bắn. Khỏe gấp mấy lần. Chắc là không ăn bắt. Chỉ sợ nó thắng thôi. Đi lên lên kia, đi tiếp đi, đi tiếp cái lúa hồi nãy đi. À, cái con này hồi nãy cho một cặp cái bay ra hả? Bắt cặp rồi, thích. Úp một cặp luôn các bạn ơi. Có to con nhỏ á. Một cặp đó, được cá đó, bắt luôn đi. Bắn luôn này. Bắn đấy. Đấy nè. Ý em mới khỏe này. Con la mắt à. Bắt tên con mốt. Úi giời. Con bỏ vô chích ngạc. Ôi còn tí tí à. Đây con to. Được con cái mà. Con cái. Đực lẹo lắm này, nó nhỏ quá. Tại con này bỏ vô. Thì nó cơ cắp nữa à. Này, nó này. Chạy ra một hồi nó lại rút lại. Đấy, phải như vậy mới ngon đó. Đây, đã về nhà rồi các bạn. Bỏ xuống nào. Trời ơi. Cút rừng là đít nó phải đỏ như vậy nè. Mấy con? 11 con. Đủ, còn to. Thổ má. Coi nó bay mất á. Coi bật lông cánh này. Tỏ chưa. Con nó chân to lắm đó. Con nó chân to lắm, nó mọc lắm. Coi nó bay ra mất rồi. Hoa kìa. Cái con. Ngon cơm nhỉ? Hả? Ngon cơm. Cũng nói gì vậy? Anh học cái đĩa này. Anh biết đâu. Bây giờ là đĩa của như này. Thành quả hôm nay 11 chú. Đấy, đưa vô sáng sáng chụp phô hình làm kỷ niệm.
xem nào. Đây này các bạn, thành quả của mấy anh em mình đây, 11 con nha các bạn ơi. Cút rừng không á. Này các bạn thấy cái đuôi nó không? Cái lông này, lông đít này nó đỏ là cút rừng này. Đó, mà con này nó cũng nhỏ nhỏ, không có to lắm. Con mái thì nó to, như con mái này nó to này. Còn cái con này, con đực này, nó nhỏ. Đó, 11 con đó các bạn. Đi 1 tiếng rưỡi em không? Đi lúc 9 giờ, mà giờ mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ rồi các bạn.